Xin mến chào tất cả quý anh chị. Hiện tại thì em đã có mặt trên địa bàn của xã Đắc Rờ Tích thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, quay và gửi tới cho quý anh chị mình tham khảo một mảnh vườn, phải nói là một mảnh vườn siêu phẩm cà phê và hồ tiêu quý anh chị này. Từ vị trí của lô đất này, quý anh chị mình di chuyển ra trung tâm trường chợ là mất 6 km, và mình di chuyển ra đường nhựa là mất khoảng 1 km thôi quý anh chị nhé. Thân đất của mình đây quý anh chị này, bằng lại khuất gió tuyệt đối 100%. Tổng diện tích của lô đất này là 3 hecta, và sổ sách hiện tại là 2,7 hecta quý anh chị nhé. Mình có 3 sào phía bên dưới là bác gia chủ chưa vào sổ. Khu vực ao hồ cũng như là đất bác gia chủ trồng hồ tiêu và sầu riêng con quý anh chị này. Còn cái diện tích thực tế trên sổ của mình hiện tại là 2,7 hecta là phun kín được hơn 2.000 trụ hồ tiêu. Đấy, hồ tiêu, giống hồ tiêu này là giống hồ tiêu sẻ quý anh chị nhé. Đấy, một cái giống hồ tiêu mà năng suất rất là ổn định, và đặc biệt là nó không có bị bệnh quý anh chị này, không bệnh và không chết, cái mảnh vườn này cực kỳ đều luôn. Đó, thân đất của mình này, em quay cho quý anh chị xem nhé. Đó, với một cái thân đất bằng lài, khuất gió tuyệt đối luôn. Và mình ôm được khoảng 80 mét mặt tiền đường đất, đường thông và nằm dân cư hiện hữu quý anh chị. Vị trí trực thuộc tại xã Đắc Rờ Tích thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Mình có nhà tạm này, sân phơi rộng rãi. Nguồn thu là gồm hơn 2.000 trụ hồ tiêu. Đó, hơn 2.000 trụ hồ tiêu là đều đẹp hết như trong hình ảnh của quý anh chị này. Đây, em di chuyển, em lia ống kính cho quý anh chị xem một vòng. Đó, hồ tiêu rất là đẹp luôn. 2 hectare 7 là diện tích trên sổ của mình. Còn diện tích ngoài ấy, là nó rơi vào tầm khoảng 3 hectare. Đường đi lối lại là xe hơi gầm thấp gầm cao là di chuyển đến vườn cô chú quý anh chị mình nhé. Trên đất hiện tại thì bác gia chủ trồng hơn 2.000 trụ hồ tiêu và có 500 cây cà phê kinh doanh, và có xen canh một ít sầu riêng. Thân đất bằng lài, khuất gió tuyệt đối này. Cam đoan cho quý anh chị mình là khuất gió tuyệt đối quý anh chị nhé. Trên đất có nhà tạm, nhà gỗ. Và dân cư hiện hữu trên mảnh vườn của mình thì cũng khá là đều rồi. Tiêu là bác chủ trồng hoàn toàn là trên cây sống này. Cây này là cây keo quý anh chị. Cái trụ mà bác chủ trồng tiêu để cho leo lên đó là cây keo. Để trái rất là đều luôn. Phải nói là trái cực kỳ đều luôn. Cái giống tiêu sẻ này đặc biệt là nó rất là ít bệnh tật này. Và cái sản lượng thì nó rất là đều quý anh chị này. Đó, thân đất rất là đẹp luôn. Chất đất này, chất đất không hề có sỏi đá quý anh chị nhé. Chất đất đỏ ba gian và không hề có sỏi đá này. Vị trí trực thuộc tại xã Đắc Rờ Tích thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. 3 hectare, sổ hiện tại đã hiển thị là 2,7 hectare. Trên đất bác gia chủ trồng được hơn 2.000 trụ hồ tiêu và có trồng được 500 cây cà phê kinh doanh. Đó, 500 cây cà phê kinh doanh. Còn 3 sào còn lại, đất là bác gia chủ đang trồng cà phê con và sầu riêng quý anh chị này. Đây, một cái mảnh vườn với cái thân đất và cây trồng cực kỳ đẹp luôn. Đó. Và giá bác chủ đang chào bán cho tổng diện tích 3 hectare này là 3 tỷ 600 triệu, có bớt lộc quý anh chị nhé. Có bớt lộc lá, không thương lượng sâu cho quý anh chị mình nữa đâu. Để nói rõ ràng, tránh mất thời gian quý anh chị vào. Hồ tiêu là bao cam kết cho quý anh chị là rất là đều và nhiều trái. Thân đất là cực kỳ đẹp và khuất gió tuyệt đối. Cam kết 100% như hình ảnh em đang quay quý anh chị nhé. Ôm được 80 mét mặt tiền đường đất, ngay dân cư hiện hữu, cách trung tâm trường chợ, ủy ban cũng như là trường học là mất 6 km. Và đi ra trục đường nhựa là loanh quanh khoảng hơn trên dưới 1 km thôi. Đường xá di chuyển là xe hơi gầm thấp gầm cao di chuyển đến vườn. Thân đất rất là đẹp. Phía bên dưới này là bác chủ trồng được 500 cây cà phê kinh doanh. Và mình có hồ nước tưới riêng. Diện tích đất là đẹp luôn quý anh chị này. Trồng riêng biệt hồ tiêu riêng và cà phê riêng. Đấy, trên này là bác chủ bác trồng riêng biệt hết hồ tiêu. Đó, thân đất quý anh chị thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Một mảnh vườn thích hợp cho cô chú quý anh chị mua để đầu tư hoặc là để định cư tại chỗ quý anh chị này. Đây, hồ tiêu này cam kết cho quý anh chị là cực kỳ đều trái luôn. Đó, phải nói cái sản lượng trái rất là đều. Giống tiêu sẻ, một cái giống hồ tiêu năng suất sản lượng đều và không bệnh tật quý anh chị nhé. Mảnh vườn của mình là chưa có một cái trụ nào bị chết hết. Cam đoan với quý anh chị là chưa có một cái trụ nào bị chết hết này. Còn khu vực từ đây đổ xuống này là bác chủ trồng cà phê và có xen canh một ít hồ tiêu nữa. Đấy. Giống hồ tiêu phía bên dưới này quý anh chị này là bác chủ trồng giống hồ tiêu Vĩnh Linh.
thân đất của mình là vuông viên và nở hậu này. Đó, trên đất thì có sẵn một cái nhà tạm. Hiện tại thì chưa có điện nên bác chủ đây bác dùng bằng điện năng lượng áp mái quý anh chị nhé. Đây, để em di chuyển em quay khu vực nhà ở cho quý anh chị xem. Đó, thân đất của mình là cam đoan với quý anh chị 100% là cực kỳ đều đẹp luôn. Đó, nhà của mình một căn nhà gỗ xinh xinh nhỏ nhắn, nói chung cũng ở thoải mái rồi quý anh chị này. Đây, nhà mình đây, hiện tại chưa có điện nhưng bác chủ kéo điện năng lượng mặt trời này. Và giờ em di chuyển xuống quay cà phê cho quý anh chị xem. Đây, hiện tại em đang di chuyển xuống quay cà phê cho quý anh chị mình xem này. 500 cây cà phê kinh doanh. Đấy, bao trái cho quý anh chị mình này. Đó, trái cực kỳ nhiều luôn. 500 cây cà phê. Đây. Trái rất là nhiều, sản lượng năm nay phải trên 2 tấn cà phê nhân. Riêng cà phê này là 2 tấn rồi này. Còn hồ tiêu là phải rơi vào 7-8 tấn hồ tiêu. Thân đất của mình, đó, quý anh chị thấy không? Em di chuyển rất là cụ thể cho quý anh chị xem này. Dưới chân mà cái thân đất của mình nó rất là đẹp luôn, thoải đều luôn quý anh chị này. Đấy, 500 cây cà phê như thế này. Và cái khu vực trồng cà phê này thì bác gia chủ có sen hồ tiêu. Và hồ tiêu dưới này là hồ tiêu Vĩnh Linh quý anh chị nhé. Đấy, hồ tiêu Vĩnh Linh. Em đang di chuyển xuống khu vực ao hồ, sông suối cho quý anh chị mình xem. Đây, phía bên dưới này quý anh chị này là mình có 3 sào là bác gia chủ đang trồng sầu riêng và cà phê con này. Đó, 3 sào của mình là đang chưa có nguồn thu là bác gia chủ trồng cà phê và hồ tiêu con này. Còn lại là 500 cây cà phê và hơn 2.000 trụ hồ tiêu. Đó, nó đều đẹp hết như thế này luôn quý anh chị này. Cà phê này là bác chủ cũng xen sầu riêng trong này luôn rồi quý anh chị nhé. Đó, thân đất rất là đẹp luôn. Một mảnh vườn nó quá hợp lý vào cái thời điểm bây giờ quý anh chị ạ. 3 héc giá 3.600.000.000. 2 hồ nước tưới. Khu vực thế này là một đám sình luôn quý anh chị này. Một cái đám sình. Nếu quý anh chị muốn cải tạo múc hồ to thêm thì vẫn cứ múc thoải mái luôn. Đây, cái hồ của mình nằm ở dưới này quý anh chị này. Hai cái hồ lớn như thế này này. Còn cái khu vực để mình muốn múc cải tạo thêm thì nó đang rất là rộng luôn nhá. Đó, nói chung là cái mảnh vườn này không thể chê vào một cái điểm nào. Cam đoan với quý anh chị mình, lúc vào xem mảnh vườn là không thể chê một điểm nào quý anh chị này. Đó, sổ hồng trao tay 3 hectare và sổ hồng đã vào là 2 hectare 7. Đó, hơn 2.000 trụ hồ tiêu, 500 cây cà phê kinh doanh. Còn lại khu vực 3 sào chưa vào sổ là bác gia chủ đã trồng sầu riêng và cà phê con rồi. Nói chung mua vào là mình chỉ có làm và thu thôi quý anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp, có nhà ở tạm này, có điện năng lượng áp mái. Có giá rất là hợp lý luôn. Để quan tâm và biết thêm thông tin chi tiết mảnh vườn này thì cô chú quý anh chị liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhé. Xin chân thành cảm ơn.